quay cái gì? Đang đứng đây mà nhảy người khác rồi. Chị trả lời đi, đang hỏi chị đây. Cái tim. Cái gì ra chú? Cái gì? Kiểu chống đối chỗ đấy. Chú cứ lên kia đi đây. Cứ lên kia ngồi đi đây. Lên đây ngồi đi. Không như bây giờ này, các cháu chụp lại cái ảnh này, nhảy này. Thôi, chụp rồi. Sau rồi ấy mà, sau là cái thời gian và cái cụ thể. Còn cái nhà này đang phát sinh mới này. Không, cái nhà này hôm trước là bạn rồi. À, đấy rồi. Này có phải nhà con rồi. Có rồi. Ừ, ở trong hồ sơ con. Quậy. Bà gì, tên là gì? Hạ chị Quế. Nước không ạ? Vâng. Ao ơi. Chơi cái điếu này. Không có mua lấy cấp của ai đâu. Không có đi tự nhiên cứ đến thì có chăm người ta đâu. Tranh chấp là anh em nhà người ta, nó không nói, nó không cho, nó ăn cả. Bây giờ nó lại ăn tiền của người khác để nó ăn, vào đây nó đòi đất như ta, ngay từ đầu. Nó làm sao nó nhà
làm đi, thì cô mua thì người ta phải đến bảo, nó phải bảo là có tôi đấy, của tôi ở đây là đấy, bà mua thế nào thì mua. Không phải, nhưng mà cái này cô nói cho có rõ là tại vì cái tôi chấp nhận cái kiểu đấy, cô mua nó bảo là không tôi chấp gì cả, không còn ai vào đây nữa. Đâu đấy rồi trả tiền xong rồi nó vào đó nó hỏi tiền đó, tiền nó để lại cho bán được bao nhiêu thì nó bảo là thì là bảo là không phải đâu, treo đấy em giả cho yên tâm anh đi. Ừ, sau ấy quay giờ đang làm việc, cháu ngồi đây mai đây. Mai chị ngồi đây làm ngồi, việc ngồi. Với tổ công tác ngồi đây làm việc, ngồi đây làm việc. Công an Nguyễn Văn Hạnh, công an xã Yên Lư đang đứng ở trong đất nhà tôi. Không phải cháy đâu ạ. Cái này rừng là rừng còn nguyên đấy. Bên anh đào đang cắt đây này. Cho lực lượng. Thì đây là lô của nhà định bên trong vào xe thứ lợn đây, em ơi. Đây là lô ngân. Đây ơi. À đây là lô của ngân, ngân ngân. Ừ. Ừ, có cả máy móc như này này. Máy móc đang làm cái này săn lớp đây. Không, tôi đang nói là cái máy nó móc ở rừng ấy. Rồi, chính như đang nói là bây giờ là cái này là móc cái chú có cho móc cái sâu hay là nào. Không, cơ quan mình đây. Thank you.
còn cả một cái máy đang bốc lên. Máy bốc à? Ừ, cái máy bốc lên đấy. Xong như thế này là vị trí này này này. Dạ. À mẹ ơi, cái gì mà ghê thế? Hả? Em không nắm được ở đây này. Chính chỉ biết ở cái lõng này. Còn bên trên kia thì ông chính không biết. Ông chính không biết. Còn cái bên trên nữa phải không? Đây là đất gì à, chứ đất gì nhỉ? Đất rừng, đất rừng. Ở đúng rồi, đang là khu tên là gì nhỉ? Lòng Yếm. Lòng Yếm. Đất của ông Vũ Văn Ân. Quế mua nhưng mà về mặt thủ tục chuyển nhượng chưa làm xong. Chuyển nhượng xong rồi nha chú. Công chứng rồi. Vũ Văn Ân. Thế thì phải mang về xã để trình chứ. Tòa đang làm việc chứ làm gì phải trình cháu lên tận một cửa rồi còn gì nữa. Đang giải quyết gì? Bộ phận một cửa đang làm việc. Thế là đang tranh chấp. Không. Cái việc ở đâu ai tranh chấp cháu không biết, cháu làm được công chứng rồi, bây giờ cháu đi một cửa để làm thôi. Nhưng mà bây giờ chưa xong rồi. Người ta mua trả tiền, mua bán làm hợp đồng giao đất rồi,
lại còn không xong thì đến ngày nào? Mời chị ngồi vào đây làm việc, mời chị ngồi vào đây làm việc. Mà cái xong rồi ghi ở cái lô đất nhá. Còn dạng hai nữa là xong rồi xong cái máy ấy. Cái máy ấy. Nha. Ừ. Ở trong cái lô đất chỗ Quế đang ấy là một là cái khai thác gỗ thì này chưa được ấy, nó vẫn đang khai thác này. Cái thứ hai là trong này là vừa rồi Quế đang làm cái lán gọi là đóng cái khung gỗ. Đấy thì chúng tôi vừa vào đây thì lại phát hiện cả cái nó đưa cả máy múc vào đang san ở trên đồi. Hạnh đang đây. Đấy. Vật liệu đây là cái mỗi cái que thôi, cái que bỏ rồi này. Bỏ ra thôi. Ồ, nhà cháu mà cháu làm gì làm đây cháu làm cháu... Bây giờ làm việc ngồi đây cháu có đến nhà chú đâu làm việc. Ừ. rồi đến đang khai thác gỗ đang cắt ùa mà có bao giờ đến nhà các chú các anh đâu mà. Ừ. Mời chị ngồi ra đây làm việc. Ngồi ra đây làm việc để không phải là dí sát vào mặt người khác. Ý là người ta hỏi là cái thông tin những cái gì để trả lời. Cháu nói luôn với chú là ở đây nhà cháu ngồi chỗ nào cháu ngồi. Cái việc ngồi cháu đến nhà chú cơ yêu đúng cầu không? Mời làm việc. Mời làm việc hiểu không? Đây là chúng tôi đang mời làm việc. Nhà anh tôi quay anh không? Nha. Đây là đang mời chị làm việc tại vị chị là người vi phạm. Trong cái việc mời xây dựng trái phép luật nào vi phạm ở trên đất nhà tôi anh đưa luật ra đây em hỏi chị có giấy phép xây dựng không? Xây dựng có giấy phép xây dựng tôi không? Nói cho anh biết có luật giấy nào phép xây dựng trên đất rừng có không? Có không? Đất này đất rừng á? Đây là đất rừng. Đây là đất rừng. Anh đưa hồ sơ chứng minh ở đây để đất rừng. Sao anh không cho chứng minh với tôi? Chị đang là người vi phạm chị phải chứng minh được cái việc đấy. Chị xây dựng là đúng đúng không? Đây là hồ sơ đất nhà trại nhà tôi đã gửi 2 năm lên xã rồi. Đây tôi hỏi chị giấy chứng nhận của chị đâu? Hồ sơ chủ chính đang cầm. Giấy chứng nhận quyền sở hữu giao đất cho tôi rồi. Chưa bao giờ có cho. Làm xong rồi thì đâu? Nhà cháu nha. Người ta giao đất cho tôi rồi tôi sử dụng. Ai giao đâu? An giao đất. Mang giấy ra đây. Mang chứng cứ ra đây, ai giao đất? Anh lên hỏi ở xã, tôi nộp ở đây mấy bản rồi. Đây là đoàn của xã đây. Tôi nộp trên đây mấy bản rồi. Nộp bây giờ nó chưa hoàn chỉnh. Ở đây. Chưa hoàn chỉnh về mặt hồ sơ. Bây giờ kể cả thủ tục chuyển nhượng, từ ông Ân sang cháu cũng đã chưa làm xong. Cháu làm xong rồi. Còn làm xong rồi thì trình về xã để chúng tôi quản lý. Thế cái việc đó là cái giấy chứng nhận. Cấp là cấp cái gì? Nhưng mà mục đích sử dụng cái gì? Tòa chưa cháu cho mục đích sử dụng cái gì? Tòa chưa cho trình đi đâu cả. Không nhưng bây giờ không trình chúng tôi yêu cầu là chú hỏi trên về đây là cái mục đích của cái khu vực này cháu ạ. Đây là đất rừng hay là gì? Mục đích sử dụng ở trong giấy đó. Cháu hiểu không? À mục đích sử dụng đó là nhà trại cháu được cháu làm nhà ở. Trang trại làm gì có trang trại đấy. Nha đây chú nói này cháu hiểu đấy không phải là cái việc. Ừ, chưa vào đây bây giờ. Gặp ô tô trắng em. Nếu chúng tôi sai phạm đâu, nếu mà sai mà các anh chỉ ra. Chứ còn bây giờ các anh đến đây mà chúng tôi làm cái nhà như thế này mà các anh đo thì nó thật như thế. Bây giờ bác phải thông cảm là xã cũng đã đến đây làm việc nhiều lần rồi. Nhiều lần nhưng mà chúng tôi thế nhưng làm bây giờ thứ nhất là đang yêu cầu là mình giữ nguyên về mặt hiện trạng. Hiện trạng như anh thử sử dụng. Tôi mưa gió bây giờ, như thế chúng tôi làm cái này. Sử dụng hiện trạng nguyên hiện trạng. Thế còn sau khi đầy đủ về mặt hồ sơ rồi, được phép rồi thì các bác làm gì làm nó không ngại gì cả đúng không? Nhưng mà chúng các tôi bác làm kể cả làm nhà là chúng tôi xây khi nhà nước cấp phép cho bác và cho phép làm gì đâu nhá. Nhá, chúng tôi xây nhà cây hay là xây nhà tổng đấy cho nên nói bác thì bác hiểu không này bác hiểu mà trên đất nhà chúng tôi mua quyền sở hữu chúng tôi mới làm gì chúng tôi làm chứ mua nhưng mà vấn đề mua bây giờ là giấy tờ đó. Cái nhà tầng người ta xây tầng cơ, người ta bắt đầu mà sắt thép và người ta chuyển về gạch ngói, người ta chuyển về ầm ầm cả đó. Mà người ta vẫn còn làm được, mà đây chúng tôi tại sao chúng tôi lại không làm được? Chúng tôi làm cái nhà này chứ không phải là cái nhà này có quá cái là chủ chó chứ không phải là nhà để mà nhà tầng được, các được thì các bác làm chẳng qua là gì mưa làm gió gì đâu. Nhưng cái này các anh về các anh thử xét xem họp xem. Các anh họp xem là chúng nó làm những cái nhà như thế liệu có đáng phá không?
hay nó có đang đến ngăn cấm không? Nói thật đấy, chúng tôi không phải là những người mà trốn tránh hay là những người mà phạm pháp, hay chúng tôi làm những cái điều gì mà sai quấy hay là luật pháp nó là truy đuổi mà chúng tôi trốn về đây. Mà cái đấy là mình có quyền đấy mà có ở mà quyền, gì đâu. Nhưng mà các anh thử hỏi xem, nếu mà chúng tôi làm cái nhà này mà nó xứng đáng cho các anh đến đây đo, đi vào thổ, lập biên bản, thì các anh cứ làm cái nhà đây, nhà nó như thế này đây. Đây này, chúng tôi làm ở mưa mấy hôm vừa rồi, lát như thế này là các anh phải nhìn rồi chúng tôi. Chúng tôi làm cái nhà này không phải nó ghê gớm quá. Chúng tôi làm cái gì nó ghê gớm quá thôi mà các anh bảo là không được làm. Tao vào đội trí 47. Không ăn nữa. Ừ. Mọi người chúng ta có tổ, có thành công, chúng ta có làm nhà tâm, nhà khác chứ. Ừ. Tao bản đồ. Tao bản đồ số 117. Alo. Đây về xem là đưa về đây này, chúng nó làm cái nhà này đây này. Xem chuồng gà chuồng chó nhà gần nhà có ông có bà có to hơn không, có hẳn hoi hơn không? Mà chúng tôi làm như thế này mà phải đến mà ngăn cấm. Mưa gió này là không được làm cái nhà để mà trú mưa đó à? Đây đang làm đây không có hạn như đây không? Lấy điện ra nghe rồi. Thửa thửa ấy chứ? Ở đâu ấy chứ? Chỉ cần ghi ở số tờ số thửa thôi chứ không cần diện tích. Mại đất là đất rừng. Xem là không thể lên trong cái máy này là cái nhãn hiệu gì chụp hiếu cho lên cả chụp cái đấy thôi. Bằng ấy. Đấy nó chụp ảnh thế. Nó yêu cầu cái máy đấy nó dừng lại không được hóc hết. Không ai được phép cho dừng lại đâu nhá. Tôi đang dọn dẹp để tôi trồng cây. Nhà nước còn khuyến khích tôi trồng cây cơ mà. Sao các anh lại cán bộ xã lại đến đây lại cấm người nhà dân trồng cây? Hả? Có âm mưu bán đất cho nước ngoài à? Đề nghị các anh các chú đây này, chú gì ra cầm cặp đây, quay anh lại chụp ảnh hộ tôi đi, chụp ảnh đưa về xã, họp đi xem là chúng tôi có cái dàn như này có xứng đáng là phá không, có phạm pháp quá không? Chúng tôi làm cái nhà này nhưng mà có phạm pháp với nhà nước không? Lại vừa xin phép xây dựng cái nhà này. Nó bị thiếu học thức nó thế mà. Vậy anh cứ về bàn ở xã đi, họp ở xã đi. Thì nói chắc là chúng tôi làm cái nhà này tránh mưa, tránh nắng xem là nó có phạm pháp quá không. Đang dọn cỏ cây ràng để trồng cây gây rừng. Phủ xanh đất chống đồi chọc nha. Các chú mà làm sai luật pháp thì cả cái thế giới này nó biết, nó sẽ cười các chú ngay. Tôi tranh chấp cái đất này nha. Ai tranh chấp thì mời người đây nha. Mời cái người bảo vào tranh chấp vào đây. Tôi mua bán nhà hoàng, tôi không ăn cắp ăn trộm mà bảo là tranh chấp. Cả cái xã Yên Lư này bao nhiêu nhà người ta cắt để người ta trồng cây có làm sao đâu. Đó. Cắt để trồng cây có làm sao đâu. Bây giờ các chú lên mà không cho người ta cắt mà không cho người ta trồng cây á. Nói cho mà biết. Không phải một người lên tiếng đâu nhá. Trước khi làm người ta xin phép rồi người ta trồng cây mới vào đấy. Cháu nói cho chú biết đấy, các chú là hay đến nhà cháu quậy phá lắm. Nhưng mà đang nói là cái nhà cháu có phép đàng hoàng. Cắt rừng thì bây giờ giấy phép đàng hoàng thì cháu bỏ ra đây. Để coi chú kiểm tra mà. Bây giờ người cắt người ta đến người ta dọn đây cho cháu. Các cháu là người được. Cháu là người thuê người ta dọn. Không, nhưng mà được thuê như chú nói này để cháu hiểu nhá. Cháu nói được cháu hỏi chú này, bây giờ địa chính với lại bên môi trường có khuyến khích người dân người ta trồng cây gây rừng không? Đang nói là thứ nhất là
các chú để cho người dân người ta bán hết sạch đất, người ta bán cho Trung Quốc. Trồng rừng đây thì bây giờ các cháu muốn người ta đem đất bán hết đi bởi vì các chú không cho dân trồng cây. Để chú nói mày lại nói. Đấy không cho ai trồng cây cả, người ta trồng cây người ta đến người dọn dẹp cái trồng cây để phá người ta thì ai trồng được? Chú nói mày nói thì nói. Thế bây giờ nhà cháu trồng cây nuôi gà có cái chuyện gì mà chú đến đây chú lập văn bản? Chú đưa cả thế giới này nhà cháu đến đây trồng cây nuôi gà trên đất nhà cháu. Hả? Thì có cái gì là khó khăn? Có gì là sai phạm nói đi. Cái cháu làm gì cái lán gà? Nhà cháu ở đây chăn nuôi trồng trọt thì cháu làm chi làm chứ? Chú chỉ ra cho cháu cái điều luật nào người ta trồng cây gây rừng người ta nuôi trang trại là người sai phạm pháp đây. Công an xã không đi ra bắt trộm Minh Hiện ở ngoài kia bắt cái người dân nuôi gà làm gì? Người ta làm cực khổ cả mười mấy tiếng một ngày để kiếm con gà đồng rau và ăn lại còn đến đây mà quậy phá nữa thì cái ác hơn gì nữa. Ta dọn dẹp đi, người ta trồng cây thì sai cái gì hả? Ăn cơm ăn tiền của dân rồi là đến đây phá phách ở thế nào? Em cứ tiếp tục làm đi. Ở đây thuê để dọn dẹp để trồng cây không có gì sai hết nhá. Người nào sai đưa văn bản sai điều luật bao nhiêu đưa đây. Người ta về làm ăn trồng cây mới nuôi gà là sao đến đây quậy phá cái gì hả? Cho cả thế giới người ta xem những cái bộ mặt này xem là quan quyền này có đúng không? Nhà nước khuyến khích dân để đi phủ xanh đất trống đồi chọc mà đi đến cấm người ta làm trồng cây à? Hả? Sao mà trái ngược thế? Em cứ làm đi, em không phải ký cái gì hết. Em chỉ là người đến làm thuê thôi. Việc của em làm, còn ai làm sai cái gì đưa trình văn bản đây. Người ta đi làm thuê để lấy công, người ta ăn, người ta sống, người ta đến quậy phá cái gì. Đây này, đưa hết cán bộ xã đến đây quay phim chụp ảnh này, rồi lập biên bản này. Mọi người xem, có dân ở đâu, có quan quyền ở đâu mà cấm dân nuôi gà, cấm dân chăn nuôi, cấm dân đi trồng cây không? Người ta khuyến khích dự án 327 để phủ xanh đất giống đồi chọc, nhưng mà ở đây
quan quyền ở Ủy ban Nhân dân xã Yên Lư về đây là quậy phá thế này đây này. Vào lại còn khoe là đi lập biên bản của cái nhà nuôi gà đây mấy chục lần rồi, con có đẹp không? Đẹp không? Đúng cái luật nào ở đây không? Người ta đã không đi trộm cắp, không vi phạm pháp cái gì, người ta về đây người ta vất vả làm ăn ngày và đêm hả? Chăn con gà con vịt rồi đến đây quậy phá cái gì chứ? Có cái luật nào mà quậy dân, các anh mang luật ra đây xem nào. Đây này, cán bộ xã đây này. Đấy. Cán bộ xã có gì em? Kéo nhau đến đây này. Không cho người ta yên, đã dọa dẫm cái gì nữa ở đây. Có nhà nào ở cái xã này mà đi đến bây giờ đi trồng cây mà bị thế này không? Hả? Người ta làm cái chuồng gà nhà tre cũng là kêu là thế nào? Nhà các ông làm nhà mấy tầng hết cả cả họ hàng ở cái Yên Lư, ở cái huyện Yên Dũng này các ông không bảo gì nhỉ? Hay là chỉ quan quyền mới được làm nhà? Còn người dân thì không được làm nhà ở à? Có cái luật nào đưa tôi cái văn bản nào như thế đi? Cho chăn, khuyến khích chăn nuôi thì tôi đi chăn nuôi, đã làm đơn cho ra xã mấy giờ rồi. Khuyến khích chăn nuôi, tôi làm ban chấp hành 13 năm. Tôi đưa hết cho xem cái luật nào đưa ra đây xem nào. Không cho dân trồng cây, quậy phá đến cấm máy móc đây xem nào. Cứ làm văn bản đi rồi đưa đây cho tôi. Các anh đến đây các anh dọa uy hiếp nhà dân bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà nhà các anh thì không làm gì đâu. Cả nhà các anh là coi làm mấy tầng không ai bảo gì đâu. Tôi làm đơn. Máy móc nhá, móc đầy hết ở cái xã Yên Lư này nhá. Tôi chụp ảnh quay phim hết từng ngày từng giờ vào rồi nhá. Các anh không bao giờ sờ tới, phải các anh ăn tiền của những người đó đúng không? Luôn khuyến khích những người làm kinh tế chăn nuôi. Còn ở đây tôi nuôi gà mới lại chăn nuôi ăn làm ăn lương thiện, các anh quậy phá cái gì? Gây khó khăn cái gì ở đây? Tôi đưa lên môi trường thế giới để xem người ta như nào nhá. Người ta có ý kiến như nào về cái chuyện trồng cây, cấm trồng cây. Hạnh công an xã cũng ở đây nữa. Nguyễn Văn Hạnh, công an xã Yên Lư đang ở đây. Dẫn quân đến để coi như quậy phá, bắt máy rừng không cho dọn rừng để trồng cây. Đây là người dân nhìn, đây mọi người nhìn đây này. Coi như là chính quyền ở Ủy ban Nhân dân xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đến tận đây để cấm nhà chúng tôi không cho làm máy móc để dọn đất, dọn rừng để trồng cây. Họ còn nhiều lần đến để phó chủ tịch xã với công an xã với một số người cán bộ nó đến yêu cầu tôi phải bán đất cho đường dây của họ. Liên tục phá phách, chúng tôi đăng ký cũng không cho. Rồi người ta đang làm thì đến dừng máy của người ta lại.
Bác quý vị thấy không? Ở trên đồi núi đây này, tôi đang phải leo lên đây này. Người ta dọn dẹp, người ta trồng cây mới vào, phủ xanh đất chống đồi trọc. Ở đây không cho dân làm mà gạ dân bán đất đi. Kia kìa, anh địa chính của xã Yên Lư kia kìa. Ôi thật sự giá của Chúa Giêsu, hãy phải mở đầu quỷ Satan và mời Chúa Giêsu con tốt trên thế giới thế giới này. Con ban mở đầu tà linh chủ quyền ở nơi này, ban mở đầu tà quyền giết chúng nó đi, chúng này cơn nào đến bắn vào núi siêu của Osirve. Em ơi, em ơi. Quý vị nhìn thấy đấy. Ủy ban nhân dân xã Yên Lư cấm không cho nhà dân làm phủ xanh đất chống đồi trồng. Đưa cả công an xã và các bộ phận đi lên đây quậy phá nhà dân như thế này. Em ơi!
Thank you. Em ơi, làm cho nên là em không làm gì sai đến ai hết. Ở đây em giúp nhà dân để người ta làm cho nó dọn hết cỏ đi để người ta trồng cây gây rừng. Người ta không có việc gì sai hết. Nhà nước còn đang khuyến khích người dân, người ta phủ xanh đất chống đổ chọc cơ. Đấy. Tôi xuất trình trước khi tất cả các anh đến nhà một ai xuất trình giấy tờ, các anh phải có văn bản yêu cầu lục soát. Các anh không có văn bản, nhớ cái công an giả ở đâu đấy đến cũng bắt người ta để yêu cầu xuất trình giấy tờ. Bây giờ công an giả nhàn ở đây để kiếm tiền người dân, ăn quỵt của người dân. Em không phải ký vào bất cứ một cái gì khác. Chụp đôi vậy. Một chụp đôi chứ. Em ơi, đưa chìa khóa ra đây cho chị, đưa chìa khóa cho chị. Xuống đi em ơi, này, xuống đi cháu ơi. Thấy chưa? Tùng công an xã Yên Lư. Hãy
xuống cái số nó đánh máy xuống đi. Đánh máy dưới đi. Đánh xuống đi. Em ơi, em không phải đánh máy cho, xuống. Cho máy gì xuống dưới. Em để yên đi cho chị. Đi xuống đi. Con ơi đi xuống này, mẹ xuống. Sorry.